Chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ quay một clip giới thiệu cho các bạn cách làm phun nhựa composite. Đây, tôi đang làm chiếc khuôn bàn ghế da gỗ. Thông thường thì bàn ghế da gỗ chúng ta đắp thủ công. Nó vừa không đều, không đẹp mà rất mất thời gian. Biết được nỗi khó khăn của các bác nên tôi đã chế tạo ra khuôn nhựa composite siêu bền để giúp các bác hoàn thiện nhanh hơn, độ chính xác của khuôn cao hơn, đẹp hơn. Đây là cách thức làm khuôn nhựa. Bước đầu các bác phải chống dính khuôn, sau đó là ta pha butanoc, tức là chất tạo đông, với keo, với lại pha là 0,1% nhá. Chúng ta mà pha ít có thì nó sẽ không đông, ngược lại pha nhiều có thì nó sẽ nhanh chết và khuôn sẽ giòn. Nên là làm khuôn này rất là kỹ. Chúng tôi nhận làm tất cả các loại khuôn trang trí xây dựng, như là khuôn bàn ghế da gỗ này, khuôn hàng rào. Đây, chúng tôi làm tất cả các loại khuôn bằng nhựa composite. Các bác nào muốn làm khuôn thì cứ liên hệ với mình nhá. Nhìn chung thì để quay hết clip về cái cách thức làm khuôn thì nó rất là dài. Tôi chỉ nói vắn tắt để cho bạn nào mà muốn làm khuôn hoặc là liên hệ mua khuôn thì cứ alo cho mình theo số điện thoại 0976 504 860. Tôi sẽ trực tiếp dạy cho bạn cách làm khuôn và cung cấp cho các bạn các loại khuôn nhựa. Ta sợ chưa tin đi. Để sợ để chấm đi. Chúng ta lưu ý cứ chấm một lớp nhựa cho nó đến là một lớp sợi nha, để cho nó liên kết với nhau. Các bạn lưu ý là công thức pha chế là ta pha chất tạo rắn, tức là butanoc, theo tỷ lệ là 0,1% nha. Đầu tiên các bạn làm khuôn phải là tạo cho cái bề mặt của khuôn phải nhẵn. Đây là phần tôi chưa làm đấy. Đây, còn đây là tôi đã hoàn thiện xong rồi. Phần này là tôi đã hoàn thiện xong. Đây là tôi đang làm khuôn bàn nha. Đây là nhựa các bạn này, đây là nhựa composite này. Đây là chất tạo rắn này, hay còn gọi là butanoc nha. Nguyên liệu đó là sợi thủy tinh này. Sợi thủy tinh và sợi chống cháy thì cần là khuôn này. Chúng ta làm nhớ đi bao tay vào nha. Đây này, bao tay bằng cao su hoặc là bao tay tứ bóng là được. Thì ta làm cho nó để dính vào tay. Đây, sau một lớp chúng ta lại tiếp tục. Các bạn lưu ý cứ một lớp keo một lớp nhựa nha. Chấm phải kỹ. Ta ép cho bọt khí nó
nó trồi lên để cho cái khuôn này nó mới nhắn được. Như tôi đã nói, để mà quay hết cái hoàn thiện cái khuôn thì nó rất là dài, nên là tôi chỉ quay vắn tắt vậy thôi. Còn bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ hơn thì liên hệ với mình nha, mình sẽ chỉ cho các bạn. Mà nếu bạn nào mà cần mua khuôn bàn ghế nha, khuôn hàng rào, liên hệ với mình sẽ cung cấp cho. Chào các bạn nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hẹn các bạn ở clip sau nha. Clip sau tôi sẽ làm các loại khuôn như khuôn chậu và nhiều khuôn khác nữa, để cho các bạn học thêm các công thức khác nhau.